Dạ vâng em Tùng, xin chào anh em. Thì hôm nay em về cái khẩu Bù Long Milky 2960. Thì khẩu này nó 3 phần 8 nha anh em, động cơ không trở than Rotlet. Thì cái này là hàng Mỹ về, cái chứng nhận UL. Thì nó niêu 100%. Và khẩu này khẩu 3 phần 8, lực mở của nó là 813 Newton. Và đi kèm với một pin 5A, bộ này 5A với sạc nữa là giá 6 triệu 2. Còn những anh em nào mua thân máy đã có pin sạc rồi thì mình mua thân máy với giá 3 triệu 9. Thì hàng 2960, hàng new 2021 từ Mỹ về. Cái này nó vừa sản xuất thôi. Thì giá 3 triệu 9 thân máy và động cơ không trở than Rotlet. Thì nó có 4 cái cấp độ điều chỉnh tốc độ. Vâng, và cái khẩu cái đầu này nó ngắn nha anh em. Đấy. Ở đi 6 triệu 2 cái combo này. Đấy. Lực mở cũng khá là ổn định. Và những anh em nào mà sửa xe máy thì chơi em này ok. Cấp 1 nè anh em. Cấp 2. Cấp 3. Cấp 4. Và tốc độ của nó là maximum là 3.001 vòng trên phút. Đấy, cũng gọn nhẹ và 6 triệu 2. Và cái em cũng về cái khẩu của The One, nó là 84 BC. Đấy, từ Mỹ về cái khẩu này luôn thì mình cũng gửi đến anh em. Và cái bộ khẩu này nó cũng 3 phần 8 thì nó đầy đủ chức năng cho anh em. Qua đây à, 10 này, đây là 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 rồi tới 24 này, 3/4 11 phần 6, đây là tính hở in. Thì những cái móc này là hở in và đầy đủ, hở mét đầy đủ. Nó có liên kết với cái này, cái vít nếu mình cầm tay. Đầu qua. Này. B1, B2, BH3 luôn. Đấy, cho anh em thoải mái. Cái này nó rất là hít nha anh em. Đấy. Những anh em mà làm thợ sửa xe, thợ sửa máy thì sử dụng combo này cũng rất là tuyệt vời. Combo này 3 triệu 7. Rồi nó có là 4 5 6. Cái này 4 5 6 7 8 9 10 13. Và cái này hở in luôn. Và bên này tiếp nè, tiếp 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13, 1 phần 2, 12 ly 7. Đấy. Và có lớn luôn. Khẩu lớn luôn nha. Đầu quan. Có cái cần 3/4, 3/8 thì cần này gỡ 21 nha anh em. Đấy, cần 21 gạt qua. Đấy, đầu qua. Rồi, thì mình sẽ gửi đến anh em và mình test cái máy này ha, 3/8. Cái này fan. Đấy. Rất là mạnh.
cái dài hơn nha. Mình trụ lại không được. Vâng, cảm ơn anh em. Em Tùng cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Thì những anh em nào quan tâm liên hệ 0962 232 100.